Chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện một cái tiết thực hành qua bài 22. đó là bài vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người. Ở bài 22 này gồm có hai bài tập. Bài tập thứ nhất là chúng ta sẽ dựa vào bảng số liệu 22.1 vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng dựa vào bảng số liệu sau đây. ở bảng số liệu này người ta cho chúng ta à 4 năm, năm 1995, năm 1995. 198 năm 2000 và năm 2002 với ba đối tượng địa lý thứ nhất là dân số sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của vùng đồng bằng sông Hồng. Trước khi vẽ biểu đồ, cô sẽ nhắc lại các bước vẽ biểu đồ để các em nắm rõ nhé. Bước thứ nhất là chúng ta cần xác định dạng biểu đồ cần vẽ, chúng ta nên vẽ biểu đồ tròn hay biểu đồ đường hay là biểu đồ cột. Bước thứ hai, sau khi chúng ta nhận dạng biểu đồ rồi thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý số liệu nếu có và kế tiếp là chúng ta chọn kích thước biểu đồ. Bước thứ ba là chúng ta vẽ biểu đồ và bước thứ tư là chúng ta hoàn thiện biểu đồ, chúng ta ghi số liệu, làm ký hiệu và ghi tên biểu đồ thì mới hoàn chỉnh cái phần bài tập vẽ biểu đồ. Như vậy, um, từ đầu năm đến uh, uh, bây giờ thì chúng ta đã uh, nhận xét rất nhiều cái biểu đồ và cũng đã vẽ rất nhiều những cái biểu đồ uh, biểu đồ tròn có biểu đồ cột uh, biểu đồ cột ghép biểu đồ cột chồng và biểu đồ đường rồi thế nhưng mà để xác định uh, cái dạng biểu đồ thì chúng ta cần phải đọc kỹ cái đề bài chúng ta đọc kỹ cái đề bài thì chúng ta mới nhận dạng được cái biểu đồ chúng ta cần vẽ là biểu đồ dạng gì nếu như trong cái đề bài mà chúng ta thấy à, có xuất hiện cái cụm từ là à, thể hiện cơ cấu à, kinh tế tức là cái cụm từ cơ cấu hoặc là cụm từ là thể hiện tỷ trọng à, thể hiện tỷ lệ À, như vậy chúng ta lưu ý những cái cụm từ là cơ cấu, tỷ trọng, tỷ lệ à, Với số liệu người ta cho chúng ta từ 1 đến 2 năm thì chúng ta sẽ chọn vẽ biểu đồ tròn Nhưng trong trường hợp người ta cũng cho chúng ta cái đề bài có những cái cụm từ là cơ cấu, kinh tế à, Hoặc là tỷ trọng à, hoặc là tỷ lệ mà nó từ 3 đến 4 năm thậm chí 5 năm Hoặc là 5 năm trở lên thì chúng ta chọn biểu đồ gì thì lúc bây giờ chúng ta sẽ chọn biểu đồ cột chồng nếu như mà từ 3 đến 5 năm. Còn nếu mà từ 5 năm trở lên thì chúng ta sẽ chọn biểu đồ miền. À, đó là à, cách chọn biểu đồ tròn. Còn à, khi nào chúng ta vẽ biểu đồ đường? Khi chúng ta đọc cái đề bài mà chúng ta thấy cái đề bài nó xuất hiện cái cụm từ là à, à, tốc độ tăng. Hay là tình hình gia tăng. Hay là tình hình phát triển. Thì chúng ta sẽ chọn biểu đồ đường nha. Còn khi nào chúng ta vẽ biểu đồ cột khi có sự so sánh giữa các đối tượng địa lý giữa vùng này với vùng khác giữa năm này với năm khác à, như vậy thì chúng ta sẽ chọn biểu đồ cột như vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc kỹ lại cái bài tập à, hôm nay chúng ta thực hiện à, dựa vào bản 21.1 à, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng dựa vào bảng số liệu sau đây. Như vậy ở trong cái đề bài này chúng ta thấy nó xuất hiện cái cụm từ nè, thể hiện tốc độ tăng. Khi nãy cô có nói là nếu xuất hiện cụm từ tốc độ tăng hay là tình hình gia tăng hay là tình hình phát triển thì chúng ta sẽ chọn biểu đồ đường. À, à, trong cái bài tập này à, người ta đã cho chúng ta biết cái chữ đường luôn à, biểu đồ đường luôn à, nhưng mà có một vài bài tập người ta không ghi rõ chữ đường mà người ta yêu cầu chúng ta phải xác định biểu đồ đó là dạng biểu đồ nào thì các em lưu ý những cái cụm từ mà cô vừa nhắc nhé à, bây giờ để vẽ cái biểu đồ thì cô sẽ nói cái cách thức vẽ biểu đồ như sau đầu tiên là chúng ta sẽ kẻ một cái hệ trục tọa độ vuông góc có hai trục một cái trục tung là cái trục thẳng đứng và một cái trục hoành là cái trục nằm ngang trục tung thể hiện cái đối tượng địa lý chúng ta vẽ và cái đối tượng chúng ta vẽ ở đây có ba đối tượng địa lý dân số à, sản lượng lương thực thực và bình quân lương thực đầu người nhưng mà đơn vị cùng đơn vị là phần trăm ha còn trục hoành là thể hiện mốc thời gian à, trên cái trục tung à, thì À, giữa trục tung và trục hoành nó sẽ giao nhau một điểm Và cái điểm đó chúng ta đánh dấu là số 0 à, à, Hoặc là chúng ta có thể à, lấy một cái trị số khác à, Tương đương khoảng, bằng 100 hoặc lớn hơn 100 hoặc nhỏ hơn 100 một xíu à, Còn à, với cái biểu đồ đường thì cái gốc tọa độ à, Nơi mà chúng ta đánh dấu là à, số 0 đó thì nó cũng trùng với cái năm đầu tiên trong bảng số liệu luôn đó là năm 1995 à, à tiếp theo đó chúng ta sẽ xác định cái tỷ lệ thích hợp và đánh dấu các điểm mốc trên hai trục lưu ý khoảng cách năm không đều thì khoảng cách các đoạn biểu diễn cũng không đều tương ứng với số năm à, sau đó chúng ta à, xác định tọa độ các điểm mốc của mỗi đường và nối các điểm mốc đó lại bằng các cái đoạn thẳng để hình thành nên các đường biểu diễn và mỗi một cái đường có một ký hiệu riêng hoặc là một cái màu sắc riêng. À, sau khi chúng ta vẽ xong rồi thì chúng ta à, hoàn thiện cái biểu đồ bằng cách là chúng ta ghi tên à, à, biểu đồ, ở ghi số liệu và làm ký hiệu thì chúng ta mới hoàn tất. À, phần vẽ biểu đồ. À, à, sau đây chúng ta sẽ xem cái phần cô hướng dẫn à, kỹ hơn. Đầu tiên là chúng ta vẽ một cái trục tung nè, à, thẳng đứng nè, và một cái trục hoành nằm ngang nè. Trục tung thể hiện cái đơn vị là phần trăm, trục hoành à, thể hiện các năm. Trên cái trục tung chúng ta sẽ chia ra thành nhiều đoạn và để chia các đoạn này. À, thì chúng ta phải à, để ý trong cái bảng số liệu con số cao nhất là số mấy chúng ta à, sẽ làm, làm dấu, à, đánh dấu móc cái con số lớn nhất ở đây con số lớn nhất là 131,1 là con số lẻ cô sẽ làm tròn là 135 à, à, hồi nãy cô có nói điểm giao nhau của hai trục đó là à, hoặc là à, số 0 hoặc là bằng 100 hoặc hơi lớn hơn, nhỏ hơn 100. trong trường hợp này cô chọn 100 bởi vì trong bảng số liệu này con số nhỏ nhất là 100%. ha như vậy điểm giao nhau của hai trục là 100 nè. từ 100 đến 135 cô sẽ chia thành 7 đoạn bằng nhau, mỗi một đoạn tương ứng là 5%. À, như vậy là trên cái trục tung cô đã chia các khoảng cách đều nhau rồi. Bây giờ sang đến cái trục hoành là cái trục nằm ngang nè, à, thì các em để ý giùm cô cái mốc thời gian từ năm 1995 đến năm 1998, thời gian này là 3 năm, khoảng cách là 3 năm. À, năm 1998 đến năm 2000, khoảng cách là 2 năm, và năm 2000 đến năm 2002, khoảng cách là 2 năm. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây từ năm 1995 đến năm 1998 là 3 năm, cô vẽ nó khác với năm 1998 và năm 2000. Các em thấy nó dài hơn một xíu nè, phải không nè? À, năm 1998 cái đoạn năm 1998 đến năm 2000 và năm 2000 đến năm 2002 hai cái đoạn sau cùng này là nó tương ứng hai năm nó bằng nhau về cái à, chiều dài nè. Chỉ riêng có cái đoạn thứ nhất này chúng ta thấy nó dài hơn một xíu bởi vì nó 3 năm lận. À, bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành vẽ nha Đầu tiên ở các cái điểm mà cô đánh dấu năm 1998, năm 2000, năm 2002 nè Cô vẽ một cái đường gạch nối mờ Các em lưu ý là vẽ mờ thôi bởi vì lát hồi chúng ta sẽ bôi, xóa những cái à, đường gạch nối này Sau đó à, cô sẽ vẽ cái à, đường biểu diễn đầu tiên đó là dân số nè Năm 1995 là 100 Cô sẽ đánh dấu ở đây một điểm điểm thứ nhất. ảnh à, năm 1998 là 103,5. Con số này chúng ta ngầm làm tròn là 104. Thì ở đây là 105, nè 104 nó thấp hơn một xíu. Chúng ta dùng cái thước chúng ta giống ngang qua chúng ta đánh dấu cái điểm thứ hai chúng ta cần tìm. À, đến năm 2000 là 105,6 chúng ta ngầm làm tròn là 106. 106 ở lưới khoảng này. Chúng ta sẽ dùng cái thước chúng ta cũng giống ngang qua chúng ta đánh dấu cái điểm thứ ba chúng ta cần tìm. À rồi đến năm 2002 là một 108,2 cô lấy chẳng là 108, ở đây là 110, 108 nằm ở khoảng này. Chúng ta dùng cái thước chúng ta giống ngang qua và chúng ta đánh dấu điểm thứ tư. Sau khi chúng ta có bốn điểm này rồi, chúng ta nối bốn điểm này lại với nhau thì chúng ta sẽ có một cái đường biểu diễn về dân số. Bây giờ chúng ta nhìn vào trong cái phần vẽ cô hướng dẫn nè. Đây là điểm thứ hai nè, điểm thứ ba nè, và đây là điểm thứ tư. Chúng ta nối bốn điểm này lại với nhau từ 100 nè. Chúng ta nối lại các điểm này là với nhau. Chúng ta sẽ có một cái đường biểu diễn. Và trên ở các cái điểm mà chúng ta đánh dấu chúng ta sẽ ghi số liệu ra. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong cái đường biểu diễn thứ nhất về dân số. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái đường biểu diễn về sản lượng lương thực của đồng bằng sông Hồng. Ở năm 1995 vẫn là 100. 100. Cô đánh dấu ở đây 100. Nhưng mà cô không làm ký hiệu lý do nếu chúng ta làm một À, điểm mà ba ký hiệu chồng lên nhau thì nó rất là xấu cho đó là cô sẽ chừa trống à, đến năm 1998 là 117,7 À, chúng ta sẽ làm tròn là 118, à, dùng cái thước giống ngang qua 118 nằm ở vị trí này. À, rồi đến năm 2000 à, là 128,6, chúng ta làm tròn là 129, thì ở đây là 130, 129 nằm thấp hơn một xíu, chúng ta dùng cái thước chúng ta À, giống ngang qua chúng ta đánh dấu cái điểm thứ ba và tiếp tục đến năm 2002 là 108 chúng ta lấy à, cô xin lỗi là 131,1 130 ở đây 131,1 nằm vị trí này chúng ta giống cái thước ngang qua và chúng ta đánh dấu cái điểm thứ tư à, như vậy ở đây điểm thứ nhất nè điểm thứ hai nè điểm thứ ba nè và điểm thứ tư chúng ta sẽ nối bốn điểm này lại với nhau thì chúng ta sẽ có một cái đường biểu diễn thứ hai và tại mỗi cái điểm mà chúng ta đánh dấu chúng ta sẽ ghi số liệu ra để lát hồi không có bị nhầm lẫn với nhau như vậy là chúng ta đã hoàn chỉnh cái đường thứ hai rồi bây giờ chúng ta tiến hành qua cái đường thứ ba đó là cái đường biểu diễn bình quân lương thực theo đầu người tương tự như vậy điểm thứ nhất là một một trăm năm 1995 là 100 à đây đường thứ hai, điểm thứ hai đó là 113,8 chúng ta làm tròn là 114 chúng ta giống cái thước ngang qua chúng ta đánh dấu ở đây một điểm thứ hai. Tiếp tục điểm thứ ba chúng ta cần tìm là 121,8 chúng ta ngầm làm tròn là 122 chúng ta dùng cái thước chúng ta giống ngang qua, chúng ta tìm cái điểm thứ ba và à, kế đến đó là năm 2002 chúng ta à, xem con số ở đây là bao nhiêu? 121,2. 121,2 chúng ta dùng cái thước, chúng ta giống ngang qua và chúng ta sẽ vẽ các đường còn các cái điểm còn lại, chúng ta nối các điểm đó lại với nhau và chúng ta sẽ có cái đường biểu diễn thứ ba. Đây là điểm thứ nhất nè, điểm thứ hai nè, điểm thứ ba là điểm thứ tư chúng ta nối bốn điểm này lại với nhau và chúng ta ghi số liệu của bốn điểm ra và chúng ta đã hoàn chỉnh cái đường biểu diễn thứ ba tuy nhiên cái biểu đồ này đã hoàn chỉnh chưa các em chưa hoàn chỉnh bởi vì nó còn thiếu một số chi tiết ở bước thứ tư bước thứ tư là chúng ta ghi số liệu chúng ta làm ký hiệu và chúng ta ghi tên biểu đồ như vậy cái biểu đồ này nó còn thiếu hai cái chi tiết đó là bản chú giải hay gọi là còn gọi cách gọi khác là ký hiệu và tên biểu đồ hồi nãy cô có nói các em những cái đường gạch nối này chúng ta sẽ xóa nó đi chúng ta không có để lại à bởi vì để như vậy thì cái biểu đồ của chúng ta không có được đẹp. À, các em xem cái cái phần bên đây. Ừ, cái cái phần cô làm ký hiệu nè, đầu tiên là cái phần tăng dân số nè, à, cô à, làm ký hiệu là màu xanh lá nè. À, rồi đến cái sản lượng lương thực là màu xanh dương và cái bình quân lương thực đồng người là cái màu đỏ nè. À, sau đó cô sẽ ghi tên cái biểu đồ bên dưới. Như vậy là cô đã hoàn tất cái phần vẽ biểu đồ à, Hoàn tất cái phần vẽ biểu đồ à, Tiếp theo đây chúng ta sẽ qua đến cái phần kế tiếp đó là phần nhận xét cái biểu đồ Như vậy phần nhận xét biểu đồ à, chúng ta sẽ nhận xét như thế nào Chúng ta sẽ nhận xét cái mốc thời gian từ năm 1995 đến năm 2002 à, Thì cái dân số của vùng đồng bằng sông Hồng này như thế nào các em như thế nào chúng ta nhìn kỹ số liệu nha, 100, 103,5, 105,6, 108,2. Như vậy con số có thay đổi hay không các em? Có thay đổi và thay đổi theo chiều hướng như thế nào? Tăng liên tục qua các năm và chính xác là tăng từ 100 lên 108. 8,2% có nghĩa là tăng 8,2%. Nếu chúng ta tính trung bình thì trung bình mỗi một năm cái dân số của vùng đồng bằng sông Hồng tăng 1,17%. Tiếp theo chúng ta sẽ tính tiếp cái sản lượng lương thực của vùng đồng bằng sông Hồng. Chúng ta cũng thấy cái đường biểu diễn này nó đi lên, có nghĩa là nó cũng tăng liên tục qua các năm, tăng từ 100 lên đến 131,1%, như vậy là tăng 31,1%. Nếu chúng ta tính trung bình thì mỗi một năm cái sản lượng lương thực của vùng đồng bằng sông Hồng là tăng 4,4%. Tiếp theo đó chúng ta sẽ tính cái bình quân lương thực đầu người nè cái bình quân lương thực đầu người chúng ta cũng thấy nó cũng tăng Tuy nhiên năm 2000 đến năm 2002 thì nó giảm nhẹ một xíu có nghĩa là nó có tăng nhưng mà tăng không liên tục ha và tăng từ 100 lên đến 121,2 phần trăm có nghĩa là tăng 21,2 phần trăm tính trung bình thì mỗi một năm cái sản cái bình quân lương thực đầu người của vùng đồng bằng sông Hồng tăng là 3,02 phần trăm À, trong ba đối tượng địa lý thì chúng ta thấy rằng là cái à, sản lượng lương thực của cái vùng đồng bằng sông Hồng này là chúng ta thấy là nó tăng nhanh nhất à, đứng vị trí cao nhất trong cái bảng số liệu về cái mức tăng, không nào? à, Còn dân số thì chúng ta thấy à, cũng tăng nhưng mà tăng chậm nếu như chúng ta so sánh giữa cái sản lượng lương thực và cái dân số của cái vùng đồng bằng sông hồng thì chúng ta thấy cái sản lượng lương thực của cái vùng này so với dân số là nó tăng gấp 3,76 lần như vậy là vừa rồi cô và các em đã cùng nhau vẽ cái biểu đồ cũng như là nhận xét cái biểu đồ bài tập 1 trong bài 22 này À tiếp theo đây à là cái bài tập 2. Bài tập 2 à, có 3 câu hỏi à lý thuyết. Ba câu hỏi này nó nằm trong à hai bài đó là bài 20 và bài 21 cô đã à dạy các em rồi. À với câu hỏi 1, những cái điều kiện thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lương thực ở vùng đồng bằng sông Hồng. À, câu hỏi thứ hai là vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực thực phẩm của vùng đồng bằng sông Hồng. Hai cái câu này là cô dạy rất kỹ ở hai bài 20 và bài 21 rồi. À, đến cái câu hỏi thứ ba thì cái câu hỏi này nó hơi khó một xíu đòi hỏi các em phải có sự tư duy à, nhưng mà các em sẽ trả lời được câu hỏi này. À, bởi vì cô đã cũng từng nói qua về cái vấn đề uh, dân số ở nước ta rồi À, câu hỏi thứ ba đó là ảnh hưởng giảm tỷ lệ gia tăng dân số tới đảm bảo lương thực của vùng. Thì cô nhắc lại ở cái bài tập thứ hai này là các em tự làm các em nhé. À, như vậy là vừa rồi cô và các em đã à, thực hiện à, qua cái tiết thực hành à, vẽ biểu đồ dân số sản lượng lương thực và bình quân lương thực đầu người ở vùng đồng bằng sông hồng các em ở nhà các em hoàn tất cái bài tập này cho cô ha. hoàn tất cái bài tập 1 vẽ biểu đồ à, cho cô vào trong tập à, và sau đó các em à, đọc trước cái bài 23 à, đó là vùng bắc trung bộ đây là vùng kinh tế thứ ba của nước ta à, và cũng giống như hai cái vùng kinh tế mà chúng ta đã học qua đó là vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng, các em sẽ à, tập xác định vị trí giới hạn của vùng cũng như là à, sẽ tìm hiểu về các cái điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của cái vùng Bắc Trung Bộ này các em nhé. À, bài học à, hôm nay đến đây là tạm dừng. Cô chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau, các em nhé.